trên dung người vợ trong vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế qua lời kể của người quen. Rất hiền lành và thương chồng con, chưa bao giờ bị đánh như vậy. Ít giờ sau khi sự việc tràn ngập mạng xã hội thì một ngoài khoản Facebook tên là TMT tự nhận là người quen của người vợ trong đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế đã tiết lộ một vài thông tin về người vợ. Theo đó thì người vợ này tính tình hiền lành và rất là thương gia đình chồng con, Ngày 15 tháng 9, đoạn clip ghi lại cảnh gã chồng đánh đập bóp cổ vợ ngay trên phố để bảo vệ cho nhân tình đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Được biết, sự việc xảy ra trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào chiều 15 tháng 9. Liên quan đến vụ việc trên, tài khoản TMT tự nhận là người quen của chị vợ trong đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế đã tiết lộ một vài thông tin về người phụ nữ này. Chia sẻ trên trang cá nhân, TVT. Vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế, cô đánh ghen là bạn của cô mình bên Úc luôn, nhà có một dinh thự to đùng tại khu đô thị. VH bên ba đứa con đẹp như trong tranh mọi người ạ. À. Nói sai nửa lời chết luôn. Tính cô vô cùng hiền lành và thương gia đình lãnh chồng. Lúc nào về cũng biểu bà nội mình thợ đồ ăn thức uống. Lâu lâu vẫn mua mỹ phẩm ủng hộ cho mình nữa. Giả màn thực sự, con này cặp lâu năm với chú nhà cô Tê nhé. Ông này còn mua cả nhà, cả xe cho nó đấy mọi người ạ. À. Ngay sau đó thì tài khoản này cũng chia sẻ thông tin về gia đình nhà vợ. Cô tê là em gái thân của cô mình 10 năm nay rồi, có thể hơn. Những lần tiếp xúc, cô là một người vô cùng hiền lành và khéo léo, Tết nhất lễ đều biếu quà cho ông bà nội nhà mình. Cũng theo tài khoản này chia sẻ, sau khi phát hiện ra chồng ngoại tình, người vợ đã rất là sốc. Về cô bộ thì cô tê nói rằng biết nó từ rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mới bắt quả tang được vì nó rất kín. Mọi người thấy cô Tê phải cải trang ăn mặc quần áo bình thường, đội mũ ráp để đi đánh ghen là hiểu, chồng của cô mình giấu rất là giỏi. Hiện tại thì cô Tê tâm lý đang vô cùng hoảng loạn vì thời gian, vì lần đầu tiên trong đời tặng tay bắt được người đầu ấp tay gối mà mình yêu thương từ hồi coi là tình đầu. Xin nhắc lại là tình đầu nhé mọi người. Chồng cô Tê chứng tỏ đã cặp với nó rất lâu rồi nên hôm nay mới đánh lại và bóp cổ khiến cho cô út nghẹn như vậy. Chứ trước giờ cô chưa từng bị đánh mọi người nhé. Ngay sau khi thông tin được đưa lên mạng xã hội thì rất nhiều người dồn xao liên hệ với tài khoản MT, thanh niên này cho biết, người vợ trong clip đánh ghen là người quen của mình, tên là T. Hai vợ chồng cô ấy đã có ba người con, trước đó yêu thương nhau lắm mà không hiểu vì sao. Chia sẻ thêm về cô vợ trong vụ đánh ghen, T cho biết, chắc cô cũng theo dõi vụ này lâu rồi, bình thường cô không ăn mặc thế đâu, này cải trang bắt khen nên mới vậy. Còn chiếc Lexus LX570 thì đúng rồi, biển số không lệch đi đâu được. Bên cạnh đó thì Tê cũng cho biết, thông qua một bà chị thường xuyên tìm filler cho biết, cô gái chính là nhân tình bị đánh ghen. Thì người chồng đã mua nhà và mua ô tô Mercedes C200 cho nhân tình. Tê cũng cho biết sau tin nhắn và cuộc điện thoại hỏi thăm của mình thì cô Tê là người vợ trong đoạn clip đánh ghen đã liên lạc lại với anh. Tuy nhiên có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên người vừa chỉ gửi lời cảm ơn và nhắn lại vì không còn tâm trí để mà nói chuyện.